Mời các bạn cùng chúng ta đi du lịch dạo biển Sihanouk View về đêm. Đây là thành phố Sihanouk View, một trong hai thành phố trực thuộc trung ương của Campuchia cùng với thành phố thủ đô Phnom Penh. Sihanouk View là thành phố mới các bạn, là trung tâm kinh tế mà được Trung Quốc đầu tư rất là nhiều. Chúng ta đang đi dọc biển Sihanouk View ở Campuchia. Cô nhà hàng ăn uống ngay dọc bờ biển. Dưới ngay bờ cát biển thì ở trên này có cái lối đi bộ, lối đi lát gạch để đi vô những cái nhà hàng ăn uống. Có du khách đang đi ngắm biển các bạn. Đó. Đó, có người cũng đang nằm đây. Đây là những em gái. Đây cái hàng dừa, cái dừa đây. Em bé Khmer. Chỗ này như khu vực bên này. Dọc theo bờ biển đây, đi ra cái lối này ra ngoài đường luôn này nè, ra ngoài đường luôn. Xưa là trước dịch là cái cầu cảng này để đi Phúc Rông với lại Cầu Rông Salo Em. Cầu cảng. Đây ra con đường rồi. Ra con đường luôn các bạn. Đó, đi. Đó, chỗ này vẫn còn biển nha. Đó, nhìn xuống biển nè. Đó, nhìn biển nè các bạn ha. Rồi, mình ra đường rồi, theo thôi, mình đi dạo dạo, dạo đường phố Sihanouk về đêm. Qua đó đi. Chúng ta đang đi dạo theo một con phố nó giáp với đường biển. Mình tiếp tục đi dạo Sihanouk về đêm các bạn. Một số hay là bán quán. Có bán nước không, có bán đồ ăn ở đây, hình như hàng ngày bán đồ ăn, người dân người ta để cho nhà hàng bán không sao các bạn. Rồi đi vòng vòng về lại gần cái khu khách sạn ở các bạn. Tóm lại là khu khách sạn ở cũng khá là sầm uất.
Khu khách sạn mình ở là khu ở dưới này, Invito, Lavito. Invito ngay cái gần cái tòa nhà lớn này. Ai lại đặc trưng là những cái tòa nhà bỏ hoang các bạn. Đây các bạn, tòa nhà bỏ hoang này. Đây cái gì hả? Có những cái tòa nhà bỏ hoang người ta tận dụng, người ta buôn bán ở đây này. Thậm chí ở trong này người ta ở luôn các bạn này. Đó, thấy là ở luôn rồi. Người ta ở, người ta đây là những cái dàn trống này người ta ở các bạn. Đó, có nè. Cái phía sau nè các bạn đó. Phía sau đó các bạn thấy không? Đó, người ta ở đó đó. Người ta ở đây rồi sau đó là người ta buôn bán ở khu vực đây luôn, buôn bán luôn, nhiều điển hình thôi, mình chỉ điển hình thôi nha. À, Trung Quốc có sai sao để như vậy, sao để không, cái đó là người ta tận dụng, người ta buôn bán mặt tiền, người ta ở luôn, ta ở luôn ở đó để buôn bán cho nó tiền các bạn. Rồi, tiếp tục đi vào phố Sinopville để kiếm gì ăn buổi tối các bạn. Nói chung là Sinopville thì nó cũng đèn đốm thì cũng sáng trưng, nhưng mà cái đèn là cái đèn hệ thống đèn đường các bạn, nó hơi yếu, nó không có sáng nhiều, cho nên là khi quay nó không có được bắt mắt lắm, nó chỉ sử dụng mấy cái đèn yếu thôi. À, tòa nhà này cũng bỏ không nữa các bạn, đây đi đâu cũng gặp á. Đây là mình đi một đoạn xa, cách cái khu vực hồi nãy mình vớ đi là mấy cây số các bạn, tới một cái khu chợ khác. Khu này có vẻ ít người hoa hơn, nhưng mà lại cũng có bóng dáng người hoa nhiều. Rồi bây giờ mình xuống cái khu vực này xem coi có gì ăn nè. Xuống khu vực này. Đây đây. Vừa đi dạo phố nhưng mà vừa đi xa cái trung tâm, mấy cái trung tâm, mấy cái nhà hàng hoa. Ở đó nó bán giá cả hơi cao, nhưng mà cũng không có gì lý thú. Đi xuống đây mình khám phá được nhiều thứ hơn. À, cái gì đây? Chè có bún, có gà nữa nè. Chủ yếu cái này, chỗ này bán chè, chè các loại chè. À, mấy này gì không biết. À, đi lên thang lại gặp xe sang nè các bạn. Mình có một cái video nhỏ nhỏ có cái chiếc xe sang không? Bây giờ đây có chiếc nữa. À, cái chiếc xe sang. Nhưng mà rồi xuống dưới này kiếm gì ăn thôi các bạn. Đây này bán cái gì đây không biết được. Ủa, nghe mùi hôi quá. Rồi tiếp tục đi vào khu vực này coi cái gì hay ho hơn các bạn. À, đặc điểm ở Sinopville là các bạn thấy phố xá người ta rất ít bán hàng đồ ăn, người bản địa người ta rất ít bán. Ở đây có một quán đây, xem họ bán cái gì đây. Có mì, có nước, có cơm rồi đó. À cái này hả? Giá thì thấy gì 8.000 đây, và có mì nước là gì đây, nhưng mà không biết. Cho 8.000 ria, cho 8.000 gì? Đây, quán ăn, nhưng mà sao thấy cũng nghèo nàn, chả biết bán cái gì các bạn. Rất là đơn sơ. Họ bán rất là đơn sơ luôn. Rồi cũng kiếm gì ăn lại thôi. Đem lẩu lên rồi. Ở đây là nước mắm, giấy nước mắm vô, mình bỏ ớt sa tế vô. Mắm này là mắm tôm các bạn. Mắm tôm, mắm cá tôm chứ không phải là mắm cá như mình. Đây mắm tôm này, mắm làm từ tôm chứ không phải là làm từ cá. Tôm cá. Mắm kia là mắm tôm cá, chủ yếu là mắm từ tôm nha, mắm tôm cho mắm cá nha các bạn. Đây cái lẩu đây. Cá hấp.
Đó là cá hấp, cá hấp. Đó nước mắm không để cho nó. Ở đây nút tô nữa. Mày nữa. Đi đây mày. Đây cái này cái lẩu, cái này cá hấp các bạn. Vậy cá hấp, con này là lẩu nhưng mà thấy nó chả đem mì đem bún gì ra cả, cái đó là kêu riêng nè các bạn. Cái lẩu này thì 20.000 kia, tức là 5 đô. Cái này 2 đô. Rồi thêm mì vô nữa. Chắc cũng chừng 10 đô các bạn. Cái chừng 10 đô. Mắm nó ngon. Đó, thêm mì đây. À, cái lẩu của nó lại nó chỉ có mấy chả này thôi chứ đâu gì đâu. Ủa đâu có gì đâu, chả không à. Có xương rồi không? Có thịt bò kìa. À, thịt bò, rau. À, cái lẩu đó là 5 đô đó. Lẩu đó là cũng 5 đô thì rẻ không mát đúng không? Nhưng mà bán cái đồ này riêng hết, tất cả đồ cái riêng hết. Mì hai gói thôi đừng có nhiều. Đây coi cái bánh này nè. Dư rồi đó. À, mà mì vô. Mì kèo riêng. À, cái mắm sa tế này nè. Rồi, mời cả nhà mình cùng ăn, cùng thưởng thức tiếp tục một món ăn ở Campuchia. Cái món cá hấp này mang tính đặc trưng Campuchia này các bạn. Cá này. Cá này chắc gì cũng được này. À, đấy cũng được các bạn. À, mình bỏ mì vô thôi. Mình còn mấy cái bánh chapati để ăn kèm vô. Hồi trưa ăn quá nhiều ăn mấy. Rồi mời cả nhà mình cùng thưởng thức món ăn ở Hanokville. Rồi đi bộ một chặp rồi thôi, mình ghé đây mình làm ăn uống gì xíu rồi các bạn. Ở đây cà phê sữa bán 1 đô, trà xanh đậu biếc thì 5.000 tia, tức là 1 đô 25. 4.000 tia là tương đương 1 đô các bạn. Đây này cà phê sữa này 1 đô này, milk coffee. À, còn mấy thứ khác thì 5.000, cái gì là 1 đô 25. Và trà đó là 30.000 thì miền Nam, còn cà phê sữa thì 24.000. Nói chung cũng được. Đây là dọc đường mình đi đây, dọc đường mình đang ở khu này. Để mình xuống mình ghé uống nước luôn. Ở bên này là nhà hàng Trung Quốc thôi. Ghé uống nước đây. Rồi. Mời các bạn cùng ghé uống nước ở đường phố Sinopia một chút. Rồi chúng ta có cái ghế ngồi đây. Rồi.